Xin chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Đầu tư Nha Trang. Mình là Sơn Lâm và trong video ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với mọi người tổng quan khu vực phía Bắc, thành phố Nha Trang và thông tin một số dự án tại khu vực này, tính từ chân cầu Trần Phú tới bến du thuyền Anna Marina bằng góc nhìn từ trên cao. Hình ảnh đầu tiên mà quý vị và các bạn có thể thấy đó là tòa nhà Mường Thanh số 4 Trần Phú. Dự án nằm trên khu đất với 3 mặt tiền là đường Trần Phú hướng biển, đường bờ kè sông Cái và mặt còn lại là đường quy hoạch hướng Tháp Bà Ponaga. Tòa nhà được bàn giao vào năm 2018, chậm hơn 2 năm so với dự kiến sau khi phải thay đổi thiết kế vì xây quá số tầng để phù hợp với quy định của thành phố là công trình trong trung tâm thành phố Nha Trang không được phép vượt quá 40 tầng. Tòa nhà có giá trị sở hữu 50 năm, pháp lý hiện trạng là hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Mức giá trung bình ở thời điểm hiện tại từ 22 triệu một mét vuông đối với căn hướng sông Cái và từ 28 triệu một mét vuông đối với căn hướng biển và tất cả đều có nội thất. Cầu Trần Phú được xây dựng từ năm 1999 và hoàn thiện vào năm 2002, nối liền đường Trần Phú, con đường biển đẹp nhất Việt Nam và đường Phạm Văn Đồng thuộc khu vực phía Bắc Nha Trang. Cây cầu bắc ngang sông Cái. Và hãy cùng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp được đội ngũ Nha Trang bớt đi ghi lại. Trước khi đi tới phía bên kia của cây cầu, cùng nhìn qua Tháp Bà Ponaga, một điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Nha Trang, được coi là di sản văn hóa Chăm lớn nhất Việt Nam. Nối liền danh thắng này với đường Phạm Văn Đồng là đường Tháp Bà, một con đường kinh doanh sầm uất bậc nhất khu vực phía Bắc thành phố. Thông tin thêm cho những ai muốn tìm hiểu là mặt bằng ở đây có giá dao động khoảng 200 triệu một mét vuông, nhưng hiện tại chưa có người muốn bán. Đi tiếp trên đường Phạm Văn Đồng, trước mắt quý vị và các bạn là đồi La San và phía trên đồi là trường Đại học Nha Trang, hay còn có tên gọi khác trước đây là trường Đại học Thủy sản. Tới khu vực Hòn Đỏ, tại đây có ngôi chùa duy nhất trên đảo mang tên chùa Tứ Tôn, được thành lập từ năm 1960. Tuyến đường biển ở khu vực này có dự án lấn biển vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cưỡng chế thu hồi và dỡ bỏ hàng rào dài hơn 500m chắn tầm nhìn ra biển trong tháng 3 năm 2021. Đi tới cầu vượt Phạm Văn Đồng, phía bên phải quý vị và các bạn là Đài Thiên Văn Nha Trang, được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2017. Còn phía bên tay trái là Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bãi tắm ở khu vực phía Bắc có độ dài 1,2 km, gần với danh thắng nổi tiếng Hòn Trồng. Đối diện bãi tắm là dự án Mường Thanh Viễn Triều với khách sạn 5 sao và căn hộ chung cư được bàn giao vào năm 2018. Có giá trị sở hữu 50 năm, dự án nằm ngay mặt đường biển Phạm Văn Đồng nên pháp lý hiện trạng là hợp đồng giao dịch với chủ đầu tư. Giá phổ biến của dự án dao động từ 20 triệu đồng một mét vuông. Riêng căn hộ có tầm nhìn ra biển có giá thấp nhất từ 30 triệu đồng một mét vuông với đầy đủ nội thất. Giá đã giảm 20% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Với lượng khách du lịch tăng mạnh tại Nha Trang trong năm gần đây,
Vịnh biển phía Bắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, nằm trong hệ thống khu đô thị mới, đang dần được hoàn thiện, nâng cấp tiến bộ, nhằm nâng cao cuộc sống người dân, mở rộng quy mô đô thị. Tòa nhà Senia Bay đi tiên phong là một dự án tiêu chuẩn 5 sao cao cấp đầu tiên trên mặt biển Phạm Văn Đồng. Với thiết kế domino xếp chồng độc đáo, giúp gần như toàn bộ căn hộ đều có view chính biển. Với pháp lý hiện trạng là hợp đồng mua bán, dự án có giá trung bình từ 40 triệu đồng một mét vuông cho tiêu chuẩn 5 sao với hồ bơi vô cực và cụm tòa nhà phức hợp khách sạn, giải trí. Thời tiết Nha Trang hôm nay rất là đẹp, hiện tại đang là mùa khô nhưng nắng không quá gắt, đặc biệt dễ chịu vào sáng sớm và chiều tối. Khí hậu của Nha Trang quanh năm ôn hòa, ít bị ảnh hưởng của bão. Sự phân mùa khá rõ rệt khi có mùa mưa ít ỏi, rơi vào khoảng 2 đến 3 tháng cuối năm. Mùa khô dài hơn nhưng khí hậu không khắc nghiệt. Dự án Sweet Touch La Luna có tổng diện tích 5 hecta, tọa lạc trên khu đất hiếm hoi còn lại trên mặt đường biển tại khu vực phía Bắc, cách trung tâm thành phố 6 km. Dự án có mức giá từ 50 triệu đồng một mét vuông, với tầm nhìn ôm trọn view bến tàu 5 sao Anna Marina và đang được gấp rút hoàn thiện. Bến du thuyền Anna Marina là dự án bến du thuyền chuẩn quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, có công năng phục vụ tối đa lên tới 220 du thuyền và dự kiến sẽ được khánh thành trong vài năm tới. Nằm kế bên dự án Sweet Touch La Luna là khu biệt thự Hòn Sện được chào bán với giá khởi điểm là 45 triệu đồng một mét vuông, có diện tích trung bình từ 300 mét vuông. Bên cạnh đó, nằm ngay dưới chân núi Cô Tiên là khu vực ACC Vĩnh Hòa, còn có tên gọi khác là khu dân cư Hòn Sện. Khu vực này có giá giao dịch dao động từ khoảng 40 triệu đồng một mét vuông. Và vừa rồi là thông tin khái quát về một số dự án tại khu phía Bắc thành phố Nha Trang. Những hình ảnh trong video được thành viên của kênh đầu tư Nha Trang ghi lại vào ngày 6 tháng 5 năm 2021. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý cô chú và anh chị để nhóm có những sản phẩm hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.